Chào các bạn. Trong video này, Blog giảm giá sẽ hướng dẫn các bạn cách săn sale trên Lazada, hay là nói chính xác hơn là mình sẽ chia sẻ các bạn những cái bí kíp giúp bạn mua hàng giá rẻ trên Lazada nhé. Và để săn sale trên Lazada hay là mua được hàng trên Lazada với mức giá rẻ thì bạn cần phải biết 3 thứ sau. Điều đầu tiên đó chính là bạn cần biết có những cái ưu đãi nào mà bạn có thể áp dụng khi mua hàng ở trên Lazada. Điều thứ hai là bạn phải biết cách lấy và sử dụng những cái ưu đãi đó. Và điều thứ ba là bạn phải biết rằng khi nào Lazada sẽ tung ra những ưu đãi đó để vào lấy. Bây giờ mình sẽ chia sẻ đến bạn những ưu đãi mà bạn có thể áp dụng khi mà mua hàng ở trên Lazada nhé. Ở trên Lazada thì có rất nhiều các loại ưu đãi mà bạn có thể áp dụng, bao gồm: thứ nhất, voucher Lazada dạng ký tự, cái loại này thì ít khi có. Thứ hai là voucher free ship, bao gồm voucher free ship max và ưu đãi phí vận chuyển từ shop bán hàng. Loại thứ ba là ưu đãi từ shop, bao gồm có voucher của shop này hay là các quà tặng miễn phí từ shop hoặc các combo mua hàng giá rẻ từ shop. Loại ưu đãi thứ tư đó chính là voucher từ các đối tác thanh toán, bao gồm ví điện tử như là ví ZaloPay, ví Momo hay là các ưu đãi khi mà thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM của ngân hàng. Loại ưu đãi thứ năm đó chính là voucher tích lũy Lazada. Thì cái loại voucher này thì thường chỉ được tung ra vào những đợt khuyến mãi lớn. Thứ sáu là hoàn tiền max Lazada. Cái này thì mới có được khoảng độ 2-3 tháng nay thôi và nó sẽ giúp bạn hoàn 8% cho đơn hàng thỏa mãn điều kiện. Thứ bảy là Lazada Coin hay là Lazada Su, tức là các bạn sẽ kiếm Lazada Su để có thể mua hàng giá rẻ trên Lazada. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia Lazada Game để nhận được các ưu đãi từ Lazada, ví dụ như là kiếm được Su này hay là nhận được quà tặng này. Vừa rồi thì bạn có nhìn thấy Lazada có nhiều ưu đãi để săn sale không? Thực ra là rất nhiều đúng không ạ? Nó có tận 8 loại ưu đãi nữa. Và nếu như mà mình trình bày toàn bộ các ưu đãi trên một cách chi tiết thì cái video này có thể phải dài đến cả tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì mình cũng có những video hướng dẫn săn chi tiết cho từng cái loại ưu đãi rồi. Mình sẽ để link cái video đó ở dưới phần mô tả của video này nha. Trong video này thì mình chỉ trình bày một cách khái quát thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy và sử dụng từng loại ưu đãi một trên Lazada. Đầu tiên đó chính là lấy voucher Lazada này, voucher từ đối tác thanh toán và voucher free ship max. Riêng những cái voucher Lazada kiểu như này các bạn có thể lấy tại trang tổng hợp mã giảm giá Lazada của blogzamgia.vn, hoặc là các bạn có thể lấy tại trang mã giảm giá của Lazada app. Các bạn mở Lazada lên này, sau đó là ngay cái phần thanh đầu tiên này thôi, các bạn chọn mục mã giảm giá. Thì ở mục này nó sẽ chứa tất cả các loại mã giảm giá, ví dụ như là voucher Lazada này, voucher từ đối tác thanh toán này, hay là voucher free ship max, thì nó đều có ở cái trang mã giảm giá trên app Lazada này hết. Riêng những cái mã giảm giá Lazada dạng ký tự ấy thì ít khi có, và nếu có thì thường nó chỉ là loại mã độc quyền thôi. Cho nên là nếu bạn muốn có những cái mã giảm giá độc quyền này thì hãy theo dõi group Facebook của mình để có thể nhận được cái mã độc quyền này khi mà Lazada tung ra nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy voucher ưu đãi hay là săn các quà tặng từ shop. Thì đối với các quà tặng từ shop ấy, thì các bạn hãy truy cập vào cái trang chủ của shop để có thể lấy được đầy đủ nhất. Ngoài ra ấy, thì các bạn có thể theo dõi group Facebook của blog giảm giá để biết được cái shop nào sắp có khuyến mãi khủng nhé. Cách vào trang chủ của shop thì mình nghĩ là rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc vào cái trang sản phẩm các bạn muốn mua này, sau đó là các bạn là kéo xuống phía dưới này, đấy, các bạn chọn vào nút đến gian hàng này, đó thì tất cả những cái ưu đãi gì nó sẽ hiển thị ngay ở trang chủ của shop này. Còn đối với voucher tích lũy thì sao? Voucher tích lũy thì các bạn truy cập vào trang chủ của app Lazada này, sau đó là chọn vào mục tài khoản này. Tiếp đến ở đây thì các bạn để ý giúp mình này, cái phần tích lũy này này, đấy, khi nào cái chương trình voucher tích lũy này nó được tung ra thì nó sẽ hiển thị ở đây. Các bạn chỉ việc truy cập vào cái trang chính của chương trình, sau đó là nhấn thu thập mỗi ngày. Lưu ý là cái voucher tích lũy này ấy, thì nó chỉ có hiệu lực trên app và nó chỉ hỗ trợ những cái sản phẩm có logo kiểu như là giảm xxk cho 1xxk nhá các bạn nhá. Đây ví dụ như là nó có là giảm 15k cho mỗi 150k này này. Ngoài ra thì cái voucher tích lũy này ấy, thì các bạn cần phải vào app Lazada để thu thập mỗi ngày và các bạn chỉ có thể sử dụng nó khi mà nó đến hạn sử dụng thôi. Thông thường cái loại voucher này thì cũng chỉ có trong những đợt khuyến mãi lớn của Lazada mà thôi ạ. Loại ưu đãi tiếp theo đó chính là hoàn tiền max Lazada. Để truy cập vào cái trang hoàn tiền max Lazada ấy, thì các bạn cũng tại trang chủ này chọn tài khoản này, sau đó là các bạn để ý nó có cái logo hoàn tiền max ở đây ạ. Đây các bạn thấy logo hoàn tiền max đấy, ấn vào cái logo hoàn tiền max này thì tất cả những cái sản phẩm hỗ trợ cũng như là tham gia cái chương trình hoàn tiền max này nó sẽ có ở đây nha các bạn nhé. Còn đối với Lazada Coin hay là các game ở trên Lazada thì vào đâu để thu thập được những ưu đãi liên quan đến Lazada Coin này hay là Lazada Game ấy, thì các bạn mở app Lazada lên này, tại mục trang chủ này các bạn nhìn thấy cái tab Su ngày nằm ngay cạnh tab trang chủ được không ạ? Các bạn ấn vào đó ạ. Thì nó sẽ mở ra Lazada Game cũng như là cái khu vực hỗ trợ của Lazada Coin cho các bạn.
Các bạn có thể kiếm Lazada Coin và quà tặng miễn phí bằng cách là chơi game nông trại hay là game trồng dâu tây ở trên Lazada. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều các game khác, ví dụ như là game Happy Made này, Lazada City này, hay là Lazada Star ở đây. Các bạn có thể dùng cái Lazada Coin hay là những cái phần thưởng nhận được ở trong game để mua hàng giá rẻ trên Lazada này để đổi quà hoặc là đổi voucher. Cái này thì mình thấy là rất dễ chơi, quà lại chất, cho nên là các bạn đừng bỏ qua nhé. Vậy thì sau khi lấy được voucher rồi thì chúng ta sẽ phải săn như thế nào để có thể mua hàng giá rẻ trên Lazada? Khi mà các bạn thu thập voucher Lazada vào ví rồi thì nó sẽ là của bạn và các bạn có thể sử dụng nó vào bất kể lúc nào. Nói chung là chúng ta chỉ sợ nó hết hạn mà không sợ nó hết lượt nha. Ngoại trừ mã Lazada dạng ký tự thì phải nhập lúc thanh toán, còn toàn bộ các voucher khác thì đều tự động áp dụng khi mà đơn hàng thỏa mãn điều kiện. Tức là các bạn chỉ việc chọn sản phẩm mà voucher hỗ trợ thôi. Khi mà chọn đúng sản phẩm voucher hỗ trợ rồi thì hệ thống của Lazada nó sẽ tự động áp mã. Chúng ta không phải nhập ký tự, không phải làm gì hết cả. Toàn bộ nó là tự động hết. Hiện tại thì đa số các voucher Lazada, ưu đãi trên Lazada thì cũng chỉ áp dụng cho một list sản phẩm nhất định. Cho nên là các bạn hãy chú ý điều này nhé. Vậy thì chúng ta sẽ có thể săn sale Lazada, săn voucher Lazada vào những lúc nào? Tất nhiên thì ngày nào bạn cũng có thể săn deal Lazada, săn voucher Lazada được. Nhưng mà mình có vài lưu ý quan trọng về thời gian săn sale Lazada cho bạn như sau. Thứ nhất là ngày thường ấy, thì các bạn chú ý cho mình 4 khung giờ sau: 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ và 20 giờ. Thứ hai là các đợt sale lớn trên Lazada thì thường là có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là ngày đôi sale gấp bội, ví dụ như là mùng 6 tháng 6 này, 7 tháng 7, 8 tháng 8 hay mùng 9 tháng 9, mùng 10 tháng 10. Và kiểu thứ hai là sale lương về, tức là nó sẽ diễn ra từ ngày 28 cuối tháng đến ngày mùng 1 hoặc mùng 2 đầu tháng kế tiếp. Ví dụ như là diễn ra từ 28 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 chẳng hạn. Còn các cái loại như là voucher tích lũy này, voucher dạng ký tự này thì thường chỉ có vào những đợt sale lớn. Cụ thể là hai cái loại mà mình vừa nói bên trên đó ạ. Còn đối với chương trình hoàn tiền max này hay là free ship max thì ngày nào cũng có nha các bạn. Các bạn cứ thực hiện như mình vừa hướng dẫn thì sẽ lấy được hai cái loại ưu đãi này. Voucher của shop, quà tặng của shop thì thường những đợt sale lớn là sẽ có nhiều. Ngoài ra một số gian hàng Lazada Mall ấy thì họ thường tung ra những khuyến mại khủng vào một ngày cố định trong tháng. Nếu bạn muốn biết chính xác lúc nào có thể săn được deal, săn được voucher Lazada ấy, thì hãy theo dõi các kênh mạng xã hội của mình nha. Mình sẽ để link các kênh mạng xã hội của mình ở dưới phần mô tả của video này. Như vậy là trong video này mình đã chia sẻ đến bạn cách săn sale trên Lazada sao cho hiệu quả nhất, đồng thời là cũng chia sẻ đến các bạn những cái ưu đãi mà các bạn có thể sử dụng khi mà mua hàng ở trên Lazada để giúp chúng ta có thể mua hàng trên Lazada với mức giá rẻ nhất có thể. Nếu bạn có bất kể thắc mắc gì thì hãy để lại thắc mắc của bạn dưới phần bình luận của video này, mình sẽ giải đáp ngay khi có thể. Toàn bộ các hướng dẫn chi tiết để săn những cái ưu đãi thì mình đã tổng hợp và để ở dưới phần mô tả của video này nha. Bạn xuống đó để tham khảo. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.